Trắc nghiệm tâm lý, chiều dài ngón chân tiết lộ địa vị xã hội của bạn trong 10 năm tới. Những đặc điểm riêng biệt trên bàn chân đều mang ý nghĩa đặc biệt, chúng có thể tiết lộ nhiều điều thú vị về tính cách, cuộc sống cũng như sự nghiệp của một người. Vậy chiều dài ngón chân tiết lộ địa vị xã hội 10 năm tới của bạn giao sao, cùng làm trắc nghiệm nhỏ này nhé. Xem hình ảnh dưới đây, chọn một trong 3 đáp án A, B, C tương ứng với kiểu ngón chân ở bàn chân phải mà bạn đang sở hữu nhé. A. Ngón chân thứ hai là ngón dài nhất địa vị xã hội cao, được nhiều người kính nể. Đây được gọi là kiểu ngón chân Hy Lạp, mang hình ngọn núi lửa. Điều này cho thấy bạn có nhiều tố chất đặc biệt, tư duy mới lạ, dám đương đầu với khó khăn. Nếu sở hữu tướng chân này thì bạn không phải dạng tầm thường đâu. Một khi đã tìm ra con đường phù hợp, bạn sẽ phát triển như vũ bão, nắm giữ địa vị cao, được nhiều người kính nể trong tương lai. Bạn được khen ngợi nhiều nhờ sự năng động, nhiệt huyết trong công việc và thường nắm giữ vai trò lãnh đạo trong tập thể chỉ cần có cơ hội, bạn sẽ cố gắng để làm tốt nhất có thể. Nhờ những nỗ lực của hiện tại mà tương hứa hẹn sẽ vô cùng tươi sáng. Tất nhiên, bước lên đỉnh vinh quang chưa bao giờ là điều dễ dàng, bạn sẽ phải đôi lần chảy ra, chóc phải trước khi gặt hái được quả ngọt. Mỗi lần vượt qua khó khăn là một lần bạn khẳng định năng lực bản thân, nhờ đó mà nhận được sự yêu mến và kính nể của mọi người. Có thể bạn quan tâm, trách nhiệm khả năng thành công trong 5 năm tới. B. Ngón chân cái là ngón dài nhất. 10 năm nữa, địa vị của bạn sẽ tăng nhẹ so với hiện tại. Trong 10 năm tới, địa vị xã hội của bạn sẽ có sự tăng nhẹ so với hiện tại. Điều này đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng về những thứ mình có. Không phải do năng lực yếu kém, thực ra bạn hoàn toàn có thể sở hữu địa vị cao hơn trong tương lai. Nhưng bản thân lại không quá tham vọng, làm việc tùy hứng và muốn có một cuộc sống bình lặng. Khi được làm công việc yêu thích, bạn sẽ vô cùng hăng say, chẳng cần ai nhắc nhở. Còn với những thứ bản thân không thích, bạn chẳng muốn đụng vào để đó từ ngày này sang ngày khác. Dù sự nghiệp không có nhiều đột phá trong tương lai, nhưng đổi lại, bạn nhận được nhiều may mắn, ít gặp phiền phức trong cuộc sống. Nhiều người ao ước được như bạn đấy, hãy tận hưởng sự bình yên này nhé. C. Ngón chân thứ ba là ngón dài nhất. Địa vị xã hội của bạn sẽ thụt lùi nếu không chịu thay đổi. Tương lai vất vả hay sung sướng, địa vị xã hội cao hay thấp đều phụ thuộc vào hành động của bạn ở hiện tại. Nếu vẫn giữ sự lười biếng như bây giờ thì 10 năm tới, con đường công danh, sự nghiệp sẽ vô cùng tối tăm. Bạn bốc đồng và nóng vội, chỉ cần thích là làm chứ không nghĩ đến hậu quả phía sau. Việc này kéo dài, bạn có thể đánh mất số tiền lớn, thậm chí còn làm cho sự nghiệp trở về con số không tròn chính. Thực ra, bạn có thể chịu đựng được khó khăn, gian khổ, chỉ là chưa có động lực và chưa tìm ra con đường đúng đắn. Bây giờ hãy ngồi lại, suy nghĩ kỹ hơn về sở thích và năng lực bản thân. Nếu cần hãy tìm đến sự giúp đỡ của những người thân quen hoặc người nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần, chỉ cần bạn chịu thay đổi ngay từ bây giờ, mạo hiểm và quyết liệt hơn nữa thì chắc chắn trong tương lai sẽ đạt được vị thế nhất định. Có thể không quá xuất sắc, nhưng cũng hơn nhiều.